Đến tối 13 tháng 10, Công an thị xóm Dĩ An Bình Dương cho biết đã tạm giữ 7 thanh niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo Công an thị xóm Dĩ An, chiều cùng ngày, đội cảnh sát hình sự đang đi làm nhiệm vụ thì chiếm được tin báo có một nhóm thanh niên khoảng hơn 15 người có mang theo dao, rượt đang dây tấn công một người dân tại địa bàn phường Tân Đông Hiệp. Hung khí nhóm này sử dụng. Khi công an đến hiện trường thì nhóm người này đã lên xe một chiếc xe ô tô 4 chỗ và một xe Innova 7 chỗ tẩu thoát. Cảnh sát hình sự nhanh lẹ truy đuổi hai chiếc xe trên. Chiếc xe 7 chỗ bị bắn. Tuy nhiên, chiếc xe Innova vẫn ngoan cố bỏ chạy buộc các chiến sĩ phải nổ súng bắn bể bánh. Khi chiếc xe này chạy đến trước Tư An Sơn phường An Thạnh, thị xóm Thuận An, thì lực lượng tính năng chặn được và tạm giữ 7 thanh niên cùng hung ác khí là dao, rựa. Vụ việc khiến nhiều người dân sống hai bên đường cực kỳ hoảng hồn. Các đối tượng này khai nhận được một người thiếu nữ nhờ lên phụ tấn công một người thiếu nữ khác để giải quyết mâu thuẫn. Xe 7 chỗ bị bắn nhiều phát khiến bánh xe bị thủng. Người dân hai bên đường bàn tán xôn xao về vụ việc.